Thưa quý vị, xuất phát từ Ấn Độ, thiền Vipassana hiện nay được thực hành khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Là một pháp hành cổ xưa và được Đức Phật Thích Ca giảng dạy và lan tỏa trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, thiền Vipassana khá đơn giản và thực tế để thực tập, giúp tâm an lạc, hướng đến một đời sống xả ly và hạnh phúc. Và trong mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về dòng thiền này. Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ, được Đức Thế Tôn truyền dạy cách đây trên 2.500 năm. Nội dung chính yếu được thể hiện trong kinh Tứ Niệm Xứ, từ một bài thuyết pháp của Đức Phật. Vipassana có nghĩa là thấy một cách rõ ràng, từ Hán Việt gọi là minh sát. Minh tức là rõ, sát là quan sát. Một từ nữa mà chúng ta thường nghe trong Phật pháp đó là tứ niệm xứ. Tứ tức là bốn, niệm là ghi nhận, biết rõ ngay trong hiện tại. Vào thời Đức Phật, nhiều người sống vùng Bắc Ấn dựa vào tu tập Vipassana đã thoát khỏi các trói buộc khổ đau trong đời và đã thành tựu những kết quả nhất định của trình hành trì. Trải qua thời gian, phương pháp thiền Vipassana đã lan truyền sang các nước như Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Dòng thiền này hiện diện tại Việt Nam từ những năm 1952-1954 và giúp tạo nên những chuyển biến tích cực cho hành giả. Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm là vị thiền sư Vipassana đầu tiên ở tại Việt Nam theo dòng thiền tứ niệm xứ của Ngài trưởng lão thiền sư Mahasi Sayadaw ở Myanmar. Kết tập xong thì Hòa Thượng Thiền Sư Giới Nghiêm đã tham gia các khóa thiền với Ngài Hòa Thượng. Sau đó khi trở về Việt Nam thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Giới Nghiêm bắt đầu truyền bá dòng thiền Vipassana tại Việt Nam. Thiền Vipassana hay thiền minh sát tuệ là một phương pháp tu đơn giản, thực tế mang lại kết quả là tâm an lạc và hướng đến cuộc sống hạnh phúc. Vipassana có nghĩa là thấy mọi sự vật như thật bản chất của chúng ngay trong lúc quan sát, là tiến trình logic của việc thanh lọc tâm thức qua phương pháp tự quán chiếu. Hành giả thực hành theo cái thiền Vipassana thì sẽ thay đổi cái nhìn, nhận thức của mình về chính bản thân mình, về con người và thế giới. Tại vì cái nhìn bằng trí tuệ, cái nhìn soi sáng để thấy được thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp đó là gì? Đó là mang tính sanh diệt, thay đổi vô thường trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na. Thiền Vipassana dựa vào sự định tâm để quan sát các thành phần khác với cái nhìn sâu sắc hơn. Người hành trì tập trung cắt đứt mọi ảo tưởng của nhận thức thông thường để có cái nhìn rõ ràng về tâm và vật chất với bản chất thật sự là vô thường, khổ không, vô ngã. Qua đó giúp mỗi hành giả thanh lọc tâm trí, loại bỏ mọi hình thức chấp trước. Khi chấp trước bị cắt đi, ham muốn và ảo tưởng dần bị pha loãng. Cái nhìn của Vipassana hay là thiền minh sát tuệ quán là còn thấy được là vô ngã. Thật tướng năm uẩn không có gì là ngã, nên nó là một cái nhìn, cái thấy đặc biệt. Chữ Vipassana có nghĩa là cái thấy bằng tuệ giác đặc biệt. Còn cái khả thấy của một người không thực hành thiền minh sát là sao? Là họ thấy cuộc đời này là đẹp, họ thấy các pháp, các vị sẽ thấy và chấp vào thân này là của tôi, tâm này là của tôi, cảm thọ này là của tôi, và những gì sở hữu là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nó không mang tính là vô ngã mà mang tính hữu ngã. Và từ cái đó, từ cái thấy nhận thấy sai lầm như vậy nên họ bị đau khổ. Phải mất thời gian để thực tập, nhưng một khi vượt qua được bức tường ảo giác, nhận ra bản chất thật của thực tại, hành giả sẽ không còn phiền não, không còn ảo tưởng hay tạp chất dẫn đến đau khổ nữa. Họ nhận thức thế giới này như chúng thật sự là và không bị cái tôi chi phối. Trạng thái đó được gọi là giải thoát hay giác ngộ, và nó là vĩnh viễn.
Vâng, thưa quý vị, Vipassana thực sự đem đến nhiều giá trị tích cực cho hành giả trong việc nuôi dưỡng tinh thần, rèn luyện trí tuệ, gia tăng hiểu biết để giải thoát khổ đau. Vì vậy mà ngày càng nhiều Phật tử lựa chọn phương pháp này để thực tập, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Vậy người thực tập sẽ được tiếp thu những gì và phải tuân thủ các quy định và yêu cầu như thế nào để nhận được lợi lạc? Kính mời quý vị hãy cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Ngày nay, Vipassana đã trở thành phương pháp hành trì không chỉ của chư Tăng Ni mà còn của đông đảo Phật tử như một cách rèn luyện và phát triển tinh thần lành mạnh. Mỗi người một hoàn cảnh, ngành nghề, nhưng các thiền sinh đều mong muốn giảm trừ những bất định thân tâm. Tôi cũng là một người trẻ thì tôi cũng phải đi làm, cũng phải tiếp xúc với rất là nhiều người. Và đặc biệt là cái ngành của tôi là ngành kinh doanh bất động sản, tôi gặp rất là nhiều khách hàng. Thì đòi hỏi tôi phải có nhiều áp lực trong công việc. Và do đó thì tôi phải tìm một cái tâm linh gì đó để cho tư tưởng mình, cái tâm lý của mình nó được ổn thỏa hơn. Trong những khóa thiền Vipassana nội trú 10 ngày, các thiền sinh đều rất chuyên cần và tập trung để đạt được lợi lạc thật sự. Theo đó, họ được hướng dẫn cảm nhận hơi thở, quan sát cảm giác từng bộ phận trên cơ thể, giữ tâm luôn bình an, tỉnh giác. Chính thiền định sát mới thực sự là cái thiền của Phật giáo. Và thiền định sát để mình phát triển lên có cái sự như thực đối với tất cả các pháp giới. Để đi đến cái chỗ giải thoát tất cả những cái sinh tử của đạo, thấu đạt được cái bốn, nhất là thấu đạt được bốn chân lý, tức là chúng ta hiểu rõ được cái thế giới, đó là sự tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đến đoạn diệt thế giới. Và nhờ cái sự thấu rõ một cách như thật đó là chúng ta mới đưa đến được sự giải thoát hoàn toàn các khổ đau trong ba cõi. Thực tập phương pháp này, các thiền sinh cần nỗ lực trong từng phút giây để tiến tới giải thoát lậu hoặc. Sau khi tiếp cận, người Phật tử có thể áp dụng thiền Vipassana xuyên suốt trong cuộc sống, chứ không chỉ dừng lại ở phạm vi 10 ngày của khóa thiền. Toàn bộ thời gian 24/24, không có thời điểm nào mà chúng ta không có hành thiền. Vì vậy ta hành thiền, nó có thiền tọa, thiền hành, và thiền trong tất cả quay nghi, đi đứng hành gì cũng có hành thiền hết. Như vậy là chúng ta phải an trú trong cái niệm xuyên suốt từng cái hơi thở vô, hơi thở ra. Đó là cái sự hành thiền mà lý tưởng nhất để sớm đưa đến để mà chúng ta đoạn tận các lậu hoặc. Tuy nhiên, để tâm không dao động, hành giả cần tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của khóa thiền, đảm bảo thời gian hành thiền, nghiêm chỉnh giữ giới, giữ sự im lặng thánh thiện. Đó là những hướng dẫn được đúc kết dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhiều hành giả qua thời gian, giúp thiền sinh rèn luyện định tâm và chánh niệm. Vì ngày thường thì chúng ta cứ mình mỏi á, đi mỏi thì ngồi, ngồi mỏi thì nằm, nóng thì bật quạt, mình quen với cái sự thỏa mãn những cái dễ chịu, mình thích cái sự thái độ hưởng thụ, thích dễ dãi. Nên là đôi khi mình ngồi 1 giờ đồng hồ hoặc thậm chí 2 giờ đồng hồ mà với tư thế không thay đổi, với chân tay mình hoặc để yên như vậy để giữ và liên tục theo dõi cái hơi thở vô ra làm đề mục của thiền, thì như vậy không dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành cứ tinh tấn nỗ lực và đặc biệt có niềm tin thì chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Khi tâm chúng ta định phát triển, chánh niệm phát triển và sự tinh tấn phát triển thì chúng ta vượt qua những cái buồn ngủ, những cái cơn đau hoặc là những cái suy nghĩ. Trong thời gian dịch bệnh, các thiền sinh không thể tới chùa để tham gia các thiền khóa tập trung đông người. Tuy vậy, hàng Phật tử vẫn hoàn toàn có thể duy trì việc thực hành thiền tại gia, miễn sao tâm luôn an trú trong chánh niệm, bất chấp nghịch cảnh để vươn tới giải thoát. Cái thiết thực hiện tại của chúng ta đó là chúng ta tâm được thanh tịnh, nhất là trong mùa Covid-19 này, lần thứ tư này được tái diễn trở lại một cách nghiêm trọng, thì cái người hành thiền Vipassana giữ tâm quân bình thanh tịnh, vượt qua những cái lo âu phiền muộn, vân vân, thì đó là cái lợi ích vô cùng thiết thực
to lớn đối với người thực hành thiền. Thực hành Vipassana không gì ngoài việc tập trung và nghiêm túc rèn luyện tinh thần để thấu rõ được mối quan hệ giữa tâm và thân. Mỗi thiền sinh cần duy trì nếp thiền chuyên cần và đều đặn để nhận được kết quả cụ thể trong đời sống hàng ngày. Đó chính là hành trình quan sát và tự khám phá, giúp mỗi chúng ta ngập tràn niềm tự chủ và an lạc.